chơi thôi. Nào chúng ta hãy cùng học luật và vận dụng, cùng sẻ chia thì vui mắt, tìm luật sư kiến thức luật đó là kiến thức vàng. Khi thấu hiểu cùng hát vang, luật sư riêng luật sư kiến vàng, luật sư riêng luật sư kiến vàng, luật sư riêng luật sư kiến vàng. Đăng Khoa, Xuân Khánh ơi, ba mình mới mua cho quả bóng nè, đủ màu luôn, đẹp không? Ừ, đẹp quá vậy, nhìn là biết xịn rồi nha, cho Đăng Khoa mượn đá thử coi. Nè, bạn xem và thử đi. Ừ, đã à nha, giờ chia phe, đá cho vui đi bạn, bóng mới mà. À, rủ luôn Xuân Khánh với Xuân An, mình đi đá bóng chơi, Đức Phúc sẽ làm chân sút vàng, ha 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 ha. Nhưng mà bây giờ mình đá bóng ở đâu vậy anh Đức Phúc, anh Đăng Khoa? Ừ, thì còn chỗ nào nữa, tất nhiên là bãi đất trống cạnh nhà bác Năm khó tính rồi. Biết bác Năm khó rồi, còn rủ ra đó cho đá bóng nữa vậy trời. Lần trước á, con diều dướng dây điện cháy, anh Đăng Khoa còn chưa sợ hả, mà còn tính theo anh Đức Phúc ra đó chơi nữa. Sợ gì chứ, em cứ lo xa, lần trước á là con diều nó bay lên trời rồi mới dướng vào dây điện. Cũng còn lần ha. Này á là bọn mình đá ở dưới đất, không có sao đâu, đi thôi. Xem này, hãy xem chân sút thế kỷ Đức Phúc trổ tài đây. Cố lên, cố lên, các cậu cố lên nha. Giỏi quá à, cố lên. Chân sút thế kỷ của Đức Phúc làm sao bằng siêu cầu thủ của Ngân Hà Đăng Khoa đây chứ. Đón lấy nè Xuân Khánh. Không đúng, em mới là siêu cầu thủ, các anh dở ẹt à. thế hai anh em bạn có dám thi với tớ không? Bây giờ mình sẽ dạch ở đây, ai đá quả bóng đi xa nhất là thắng. Xuân An sẽ làm trọng tài cho tôi này, chịu không? Ừ, được thôi. Vậy mà đòi thắng chân sút thế kỷ sao? Xem tới đây này. Tới lực mình, bạn đừng có mà đắc ý sớm. Hả? Chết rồi, sao bây giờ? Không được, bạn là người đá quả bóng vào nhà bác Năm, bạn phải đi nhặt lại cho mình chứ. Bóng là của bạn thì bạn tự đi mà nhặt chứ. Kính vợ kiểu đấy mà bạn bắt mình đi nhặt, bác Năm mách bố mình thì mình chết mất. Đứa nào đá bóng bể kính, khai mau, mời ba mẹ tới đây nói chuyện với bác. Không thì đừng có mơ mà lấy lại bóng nghe chưa. Mới tí tuổi đầu đã phá phách hàng xóm rồi. Bác Nguyên ơi, bác Nguyên ơi, bạn Khoa đá bóng bể kính như người ta luôn rồi. Sao con? Lại kiếm chuyện nữa hả? Tụi nó đá bóng dài vậy con? Dạ, ở bãi đất trống cạnh nhà bác Năm sắm mình luôn đó bác. Ừ, cảm ơn con nha, để bác sang đó ngay. Dạ, chào Năm, tôi xin lỗi vì tụi nhỏ mà làm dở kính nhà anh. Chỉ là bề cái kính thôi mà em. Nhưng em cũng phải lưu ý mấy đứa nhỏ nữa nha. Lần sau á, nói chúng cẩn thận hơn. Mai á, là lần này bể kính, nếu mà trúng người hoặc trúng cái khác thì nguy hiểm hơn rất là nhiều. Dạ, em sẽ lưu ý, cảm ơn anh Năm dữ lắm. Nhưng anh Năm xem mấy cái kính với mấy đồ trong nhà dở hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh, còn dạy cái mang mà. Em cứ yên tâm, để tôi xem thế nào. Chỗ hàng xóm với nhau cả mà. Tôi sẽ hết bao nhiêu tiền, công thợ ra sao, sẽ gửi giấy thanh toán cho em. Cảm ơn em nha.
Xin chào anh, luật sư Kiến Vàng chào hai con. Đăng Khoa và Xuân Khánh lại phá phách gì đây nữa phải không? Dạ, hôm qua vì tụi nhỏ mà kính nhà bác Năm bị dở đi à. Tụi con không cố ý đâu, tụi con đâu có biết nó lại làm dở kính nhà bác Năm đâu. Có phải con là người đá quả bóng đó phải không? Quả bóng đó là của bạn Đức Phúc á, con chỉ đá nhẹ thôi mà. Có lỗi thì phải biết nhận lỗi. Con là người đá quả bóng và làm vỡ kính nhà bác Năm. Con không nên đổ lỗi là do quả bóng của bạn Đức Phúc. Vì quả bóng của bạn Đức Phúc không thể nào tự bay vào nhà bác Năm được. Con nghĩ xem chú nói vậy có đúng không? Dạ, nhưng mà... Dạ chú nói đúng rồi ạ. Ba cũng hay dặn tụi con á là phải đến sân bóng chơi. Nhưng tụi con muốn đến nhà bác Năm hơn vì chỗ này có nhiều cây nên rất là mát ạ. Có nhiều bạn nhỏ cũng thường xuyên chơi đá bóng như các con. Nhưng khi đá bóng, các con phải lưu ý tránh xa những nơi có nhiều người qua lại hoặc có nhiều nhà cửa. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Đặc biệt, sẽ rất nguy hiểm nếu các con đá trúng vào người khác. Bóng trúng người đi đường, làm họ té ngã, bị thương phải vào bệnh viện và bố mẹ các con phải bồi thường đó. Và trong trường hợp này, các con làm vỡ kính nhà bác Năm, những mảnh kính vụn sẽ văng khắp nơi và cũng sẽ ảnh hưởng đến tụi con nếu các con giẫm phải chúng. Anh cũng nên lưu ý căn dặn các con tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra và theo quy định pháp luật đối với các trường hợp như ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà người khác, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp này, cha mẹ là người có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do con cái mình gây ra. Dạ, thiệt là cảm ơn luật sư Kiến Vàng. Hai đứa, hai con mau cảm ơn chú luật sư đi con, rồi mình cùng về nhà nè. Con xin lỗi ba, con hứa lần sau sẽ không đá bóng vào nhà bác Năm nữa. Chúng con cảm ơn chú luật sư Kiến Vàng ạ. Luật sư Kiến Vàng, kiến thức pháp luật là vàng. Luật sư riêng, luật sư cho thế hệ tương lai.